Hôm nay, Vina Water vinh hạnh được doanh trại quân đội ở Hòa Bình tin tưởng giao cho nhiệm vụ lắp đặt hệ thống lọc nước tổng, cung cấp nước sạch cho cán bộ chiến sĩ sử dụng. Nằm ở khu vực nước ngầm hiếm, các giếng khoan không có nước ổn định, nước rất đục và nhiều tạp chất, còn bị thiếu nước dùng vào mùa khô. Sau khi khảo sát địa hình và test mẫu nước, nhận thấy khu vực này là núi đá nên độ cứng nước rất cao, lên đến gần 500 ppm. Và còn là nước giếng khoan chứa kim loại nặng, Vina Water đã đưa ra một hệ thống hoàn thiện xử lý được tình trạng, đảm bảo có nước sạch cho các cán bộ chiến sĩ sử dụng. Nước được dẫn từ giếng khoan rất xa, cách 300m, đi qua bộ trộn khí, sau đó dẫn vào bể lắng thô, dung tích 12 mét khối. Thông qua hai bơm chạy luân phiên giúp tăng hiệu quả và hiệu suất lọc, có thể chạy liên tục gần như cả ngày trong trường hợp cần. Sau đó, nước được dẫn đến hệ thống lọc trung tâm Vina Water đã lắp đặt ở đây. Hai cột lọc lớn nhất với vỏ cột lọc inox 304 bền bỉ, chất lượng chính là cột lọc kim loại giải quyết được tình trạng kim loại nặng có trong nước, và cột làm mềm nước xử lý được vấn đề lớn nhất của nguồn nước là độ cứng ở đây rất cao. Bên cạnh là thùng muối hoàn nguyên. Vì nước đục có nhiều tạp chất hơn so với bình thường nên Vina Water đã lắp đặt hai bộ lọc thô với lõi lọc nếp gấp cao cấp chính hãng Vina Water, có thể xịt rửa, vừa đảm bảo lọc sạch được tạp chất, vừa có công suất hoạt động lớn mà vẫn đảm bảo tuổi thọ cao hơn so với lõi lọc thông thường. Ngoài ra còn có cột lọc tổng carbon giúp loại bỏ hóa chất ô nhiễm, khử màu và mùi cho nước. Nước sau khi lọc sẽ được đựng ở bể chứa nước sạch lên đến 100 mét khối. Chính vì thế, Vina Water đã trang bị thêm hệ thống châm clo định lượng giúp bảo quản nguồn nước, tránh nguy cơ tái nhiễm trong quá trình sử dụng. Sau khi lắp đặt xong, vận hành chạy thử, test nước một lần nữa để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và tốt nhất, sau đó mới bàn giao và đưa vào sử dụng. Môi trường quân đội luôn khắt khe về tính hiệu quả, độ chính xác cao. Chính vì thế, để xây dựng được một hệ thống lọc hoàn thiện, Vina Water đã rất cẩn thận, tỉ mẩn. Có lẽ cũng chính vì sự tâm huyết và chuyên nghiệp đó mà các doanh trại quân đội luôn ưu tiên lựa chọn Vina Water là nơi lắp đặt hệ thống lọc nước trung tâm, cung cấp nước sạch cho các cán bộ chiến sĩ sử dụng.